xin giới thiệu với mọi người, đây là dòng sông quê. Hiện tại mình đang có mặt tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là đang ngắm hoàng hôn nha. Chiều hoàng hôn, ai đứng bên dòng sông? Đây, mình đang đứng bên dòng sông. Có một thằng điên đang đứng bên dòng sông. Thằng điên đang đứng bên dòng sông. Có mặt tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là đang ngắm hoàng hôn nha. Xong chiều hoàng hôn tìm cả dòng sông, đò neo bên dân mà nhớ em thiết tha trong lòng. Chiếc ghe sao chèo mau anh đợi, chớ khúc sông này mờ mịt tối tăm. Bơ chiếc ghe sao chèo mau anh đợi, chớ khúc sông này mờ mịt tối tăm. Các bạn thân mến, các bạn nghe nói là người mẫu đồng ruộng, tôi là hướng dẫn các bạn đi cách quết người mẫu đồng ruộng nha. Không, thổi ngực lên đi để người mẫu. Đây là người mẫu ruộng nè, từ trong ruộng mới ra đó. Đi đấy, đứng lên tạo dáng người mẫu đồng ruộng. Trời ơi.